Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh 24 giờ của chúng tôi. Chúc tất cả các bạn một ngày mới thật nhiều sức khỏe và niềm vui. Sau đây là những nội dung chi tiết. Tin nóng xin biết ngày hôm nay, danh sách đề cử Kim Ưng, tiêu chiến Dương Tử đại thắng, Đam Mị trở lại, Lý Hiện, Kính Đỉnh thân thiết. Một số tin tức xin biết có trong ngày sẽ được tổng hợp đầy đủ tại bài viết này. Bộ phim Dư Sinh xin chỉ giáo nhiều hơn do Dương Tử tiêu chiến đồng chính đã phá 2 tỷ view trên Tencent Video sau 13 ngày lên sóng. Tạo hình của Dương Tử, Đàn Kiện Thứ, Đặng Vi trong phim mới Trường Tương Tư, chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Đồng Hoa. Hôm nay, Lưu Học Nghĩa, Bành Tiểu Nhiệm đã tham gia khai máy phim mới Họa Mi, La Vân Hy đóng máy Trường Nguyệt Tận Minh. Sau Sơn Hà Lệnh, Hạo Y Hành đang là bộ phim Đam Mị, chuyển thể được mong chờ nhất năm 2022. Không những được chuyển thể từ tác phẩm Đình Đám mà bộ phim còn sở hữu hai diễn viên trẻ là La Vân Hy và Trần Phi Vũ, một số nguồn tin cho biết sẽ lên sóng vào tháng 5 năm nay. Lý Hiện đăng Weibo khoe cùng Bạch Kính Đỉnh trao đổi chữ ký mà bạn bè nhờ cho nhau. Dưa khả năng viết lách của Vương Nguyên quả thực không tệ, bài viết của cậu ấy không chỉ xuất hiện trên Yolan mà còn trở thành câu hỏi trong các bài kiểm tra tiếng Anh. Movie của chàng Tuyết Ưng Lĩnh Trụ chính thức phát sóng trên Tencent vào ngày 27 tháng 3 năm 2022. Truyền thông Hồng Kông đưa tin, gần đây đài TVB đã đi đăng ký tên thương hiệu thành CCTVB. Nam nhân phong thưởng Leon Yong tháng 4 2022 của Ngô Cận Ngôn. Dừa Treo Đông Vũ khá tin vào huyền học, mỗi lần chuẩn bị nhận vai sẽ đi xem một chút xem bạn diện có hợp nhau không. Dừa, giai đoạn tiếp theo của Vương Nhất Bát sẽ là giai đoạn truyền hình, Trường Không Chi Vương, dự kiến tháng 5 đóng máy, sau đó cậu ấy sẽ không vào đàn mới ngay. Dừa có rất nhiều người theo đuổi Dương Mịch, che già mang mọc, nhưng nàng đều không có ý muốn kết hôn lần hai. Danh sách đề cử Kim Ưng lần thứ 31, chính thức. 1. Nhân Thế Gian, Lôi Dây Âm, Tần Bách Thanh. 2. Vượt Quá Áp Lục Giang. 3. Đại Quyết Chiến. 4. Trang Đài. 5. Kẻ Phản Nghịch, Đồng Dao Chú Nhất Long. 6. Đối Thủ, Quách Kinh Phi, Đàm Trác. 7. Bí Mật Vĩ Đại, Lý Dịch Phong, Kim Thần. 8. Tạo Hắc Phong Bạo, Tôn Hồng Lôi, Trương Nghệ Hưng. 9. Thức Tỉnh Thời Đại, Đồng Đại Vị, Trương Đồng. 10. Đại Tần Phú, Trương Lộ Nhất. 11. Tuyết Trung Hạn Đào Hành, Trương Nhược Quân, Lý Canh Hy. 12. Lưu Kim Tuế Nguyệt, Lưu Thi Thi, Nghê Ni. 13. Lấy Danh Nghĩa Người Nhà, Đàm Tùng Vận, Tống Uy Long. 14. Tiểu Xá Đắc, Tổng Giai, Đồng Đại Vị. 15. Thành Phố Lý Tưởng, Tôn Lệ, Triệu Hữu Đình. 16. 30 Mà Thôi, Giang Sư Hạnh, Đồng Dao. 17. Tổ Cảnh Sát Lưu Động, Đồng Đại Vị, Hàn Tuyết. 18. Tiểu Mận Gia, Châu Tấn, Huỳnh Lội. 19. Pháo Vòng Vây, Cận Đông, Diêm Ni. 20. Mùa Gặp Gỡ, Lôi Giai Ân, Viêm Tuyền. 21. Tinh Thần Biện Động, Lưu Đảo, Lâm Phong. 22. Phong Khởi Nghê Thường, Cổ Lực Na Chát, Hứa Ngụy Châu. 23. Ba Mẹ Thân Yêu, Diêm Ni. 24. Bạn Đời Hoàn Mỹ, Cao Viên Viên, Trương Lộ Nhất. 25. Đại Giang Đại Hà II, Vương Khoại, Dương Thước. 26. Sơn Hại Tình, Hoàng Hiên, Trương Gia Dịch. 27. Thịnh Trang, Tống Giai, Trần Hách. 28. Kiều Gia Nữ Nhi, Bạch Vũ, Tống Tổ Nhi. 29. Tâm Cư, Hải Thanh, Đồng Dao. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.